Ok, hello mọi người nha. Chào mừng mọi người tới lại với trình đồ chơi gà game mình của mình nha. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chơi tựa game, tức là tựa game PUBG các bạn ơi. Với cái map Sandhog ha. Thì hôm nay mình sẽ chơi, mình sẽ cầm UMP, mình sẽ lấy top 1 ha các bạn. Thì UMP thì mình cũng khá là thích bắn các bạn ơi. Tại vì mình khá là lụm UMP bắn khá là nhiều ha. Đồ mới xuống lụm được cây mountain các bạn ơi. Nó UMP đâu nè, nó thì mình khá là có duyên cái UMP các bạn. Nên mình cũng khá là thích bắn cái UMP ha. Thì mới xuống là lụm được cây UMP nữa rồi các bạn ơi. Cái hôm nay quyết định mình cầm cây UMP đem lấy top 1 luôn ha. Quy bay dắt nữa nè các bạn. Ok, hiện nay dưới mình cầm UMP mình bắn không các bạn, mình không có chơi AG đâu bạn ơi. Mình không có cầm súng AG bắn hoặc là mấy cái súng khác mình bắn đâu bạn ơi. Hôm nay chỉ cầm UMP tập trung vào UMP mình bắn thôi nha các bạn. Ok, và trước tiên là chúng ta phải kèm hoặc là nhiều đạn của cây UMP và đạn chính đó, mà nếu thấy đạn chính toàn là súng AG các bạn ơi, toàn đạn AG với súng AG không à, đầu xanh đầu mũ ba luôn bạn ơi, hầm giọt SMG thì nó đang bắn nhau hướng đó. Ok, mình sẽ lượm gấp vui các bạn ơi, đầu xanh có xíu đạn là gấp vui nên họ nó bắn cái chết. Thì mình chỉ có 100 mấy viên đạn thôi bạn, tầm 10 mấy thôi ha. Ok, địch thì nó mới giết đây xong ha, hàng này boss rồi, chắc chắn là boss không ha. Ok, chắc chắn là con boss nó đang mới bắn nhau xong, bắn khá là nhanh luôn. Ô, hàm giật AG các bạn ơi. Ok, đồ của AG khá là ngon. Tạm thời mình không có bắn AG các bạn, tốt nhất mình gắn vô cho nó đẹp thôi bạn ơi, mình lượm cho nó đủ đầy cái gương thôi chứ không có gì đâu bạn ơi. Để nó cầm con cây thì hơi kỳ, cầm hai cây cho nó ngầu các bạn. Ok, chú ý là mình bắn con cây thôi ha. Cái đạn AG khá là nhiều mà đạn súng UMP nó khá là ít, nên súng SMG đó các bạn. Đậu xanh của thằng nó bắn hính nó kìa bạn ơi, không biết đây ai bắn nữa, bộ mình bắn hay gì các bạn. Tại vì bộ mình thấy nó khá là gần cục hính đó, nhưng là bộ mình nó bắn các bạn ơi. Mình thì mình không cần lượm hính nhiều cho lắm các bạn ơi. Mình thì mình mũ 3 luôn rồi, 3 giáp 1 các bạn. Mình thì mình bắn UMP ngoài và mình lượm hính không có tác dụng gì tên các bạn. Chứ là mình coi hính, mình có phải địch nó bắn không các bạn, nên mình lên mình giết địch ha, nên kiếm hiệp đạn chính các bạn. Đạn chính mình khá là ít mà, như là đồng đội mình nó bắn rồi mà, chứ không phải địch nó bắn. Chứ địch bắn này nãy giờ nó lút thật lẹ các bạn, đây mình coi gì hết không. MK14 với AUG mà đéo gì hết cả. Cái mình nói là mình lấy UMP chính các bạn, đồng xanh lấy top 1 mà đâu có lượm đâu các bạn ơi, đâu chơi vàng ha. Hay đây chỉ một thằng boss các bạn ơi. Ok, thì đồ đạn AG nó quá chừng luôn, tầm 70 viên luôn các bạn. Mà đạn có súng SMG đều UMP9 của mình thì có độ xanh cái 71 viên à, bắn sao mà đủ các bạn ơi. Thì muốn mà cầm UMP này mà lấy được cái top 1 thì trước tiên phải cần thật là nhiều đạn cái đã các bạn ơi. Thì tiếp tục đi chạy vòng vòng đi kiếm thêm đạn của cái UMP thôi các bạn ơi. Thằng bọn mình tự nhiên AFK luôn các bạn, mình đéo hiện tại sao AFK nó như là nó bị mất mạng hay bị gì đó các bạn. Tắt nguồn hết pin các kiểu. Ok, thì kệ đi các bạn ơi. Anh đi ngày lát la sẽ chết mà bo các bạn, chắc là như vậy rồi. Ok, tiếp tục đi vòng vòng các bạn, thì có hết gờ phía xa xa rồi, cầm UMP và lên xe ngay chiếc PS3 để lại lượm hết đó các bạn ơi. Chứ là mình đi mà săn kêu bạn mình đi kiếm địch mình giết không à, chứ lúc đầu hoài cũng chán các bạn ơi. Ok, hình đang gờ như có vẻ như là nó rơi xuống nước. Nếu đã vậy rồi thì mình sẽ quyết định là chơi tuyệt chiêu câu cá các bạn ơi. Cái ok, cuộc hính đó là cái mò đó các bạn. Những mấy cái đứa mà nó lại nó lượm hính sẽ là con cá các bạn ơi. Mình sẽ đứng trên đây mình câu các bạn, nó đứng trên đây mà cầm súng lên mà đứa nào mà nó lại lượm hính thì cho nó mấy viên này các bạn. Ok, thì mình cầm UMP tự nhiên đâu ra số 9 cũng đang biết, tự nhiên cho số 9 vô làm gì cũng đang biết nữa các bạn. Ok, mình cầm UMP 9 ha. Mình bắn xa thì nó không đau đâu bạn, chắc đã biết thì SMG bắn xa thì nó không có thấm rồi chứ gì. Cái AG bắn thấm rồi mà khai từ từ đã, thì có một con boss nó đang bắn cái thằng đồng đội của mình bạn ơi. Thì mình lại mình cứu đồng đội mình cái ha. Ok, chết luôn các bạn ơi. Cái đồng đội này mình cũng không quen đó các bạn, mình ghép ngẫu nhiên các bạn ơi. Ok, nên mình lại mình cứu thằng đồng đội luôn ha. Để nên nó bắn thằng đồng đội mình chết tội nghiệp đó các bạn. Lát nó chết mà bò còn tội nghiệp hơn nữa. Ok, không sao. Mình không có cách nào là mình chở thằng đồng đội mình đi chung vô bò luôn bạn ơi. Thôi bãi nọn xíu nha kệ đi bạn ơi. Rồi giảm hành AG, hãm giật AG cái kiểu luôn, đạn quá chừng đạn luôn, 200 viên đạn luôn các bạn, 200 viên đạn AG luôn. Mà UMP mà SMG thì có 20 viên mà sao mà bắn đủ. Nãy thì ok, quyết định này mình không có chơi tiền chiêu câu cá nữa rồi, tại vì thấy mấy thằng boss nó bắn rồi mình tội nghiệp quá là mình cứu bạn ơi. Giờ hít nó không biết con nào lượm chưa nữa, từ từ đi mình kiếm thêm đạn chính cái đã các bạn, chứ có 20 viên bắn sao mà đủ, nhét khẽ găng các bạn, nhét khẽ găng còn đủ nữa chi. Ok, mà 416 là lượm chơi thôi chứ bạn, chứ mình không có bắn đâu ha. Đồ cái 6 cái kiểu luôn nè, ngắn ghi 6 giờ UMP 9 chơi các bạn. Ok, bom khói cái kiểu. Ok, tiếp tục đi vòng vòng để kiếm cái đạn chính mà mình cũng đéo biết tại sao nay giờ đi vòng vòng mà đéo thấy đạn chính. Đạn chính thì như có vẻ rất là hiếm các bạn ơi.
đạn chín cái gì mình đậu xanh mình thường thường mình bán nhiều đạn chín vài nồi không cần lụm luôn, mình nhầm giờ nè mình chơi mình khu nguyên cái khu bót cam gì có mấy chục viên đạn chín vậy mà sao mà bắn cái đậu xanh nhà nó thiệt chứ, khu bót cam này toàn AG súng AG đạn AG tùm lum các bạn ơi, đậu xanh đéo thấy đạn chín các bạn, đạn chín quá là hiếm hoi đi, cái đậu xanh nhà nó thiệt. Ok tiếp tục chạy vòng vòng thì đi kiếm đạn chín các bạn, một cái đạn một những một tông những loại viên đạn nó khó kiếm bãi nồi à, hay nữa nè 30 viên nữa các bạn ơi, 50 viên rồi, 60 viên các bạn ơi, nãy mình nhìn lộn các bạn, giờ mới 60 viên nè. Ok dục bớt đồ cho nên nó tống cái gương tiếp tục chạy vòng vòng đi kiếm đạn chín tiếp các bạn ơi. Alo thính rơi nữa rồi, như cái hướng đó là hướng của sông thì phải, mẹ nó rơi xuống sông nữa. Ok lát chơi từ chiều câu cá các bạn ơi. Ok tiếp tục là chạy vòng vòng cái khu bách cam đi lượm đèn chín, mà đéo thấy đèn chín người ta phải gò lên nó xui vậy nồi mũ ba quá chừng mũ ba luôn các bạn, giáp ba cái kiểu luôn, mà rất tiếc là thanh niên đồng đội của mình nó đã AFK rồi nó đéo lượm được, rồi mình thì mình đội giáp ba rồi nón ba ba lô hai cầm UMP các bạn chứ không được cầm cái khác các bạn ơi, rồi giảm hai xung lột cái kiểu cái Scorpion đó các bạn. Thì combo mình xài là M416 rồi UMP 9 với Scorpion nè. Chủ yếu là mình bắn UMP 9 thôi các bạn. Hôm nay mình làm video cầm UMP 9 lấy cái top 1 mà. Cái UMP 9 này nó cũng khá là ngon các bạn chứ nó không là dở ha. Đấy thì có một thằng boss các bạn này phải ngựa đâu. Ok, hít sọt các bạn. Ok, đây có thêm miếng đạn 9 này các bạn, 60 viên nữa ha. Mà ngày đéo có đạn 9, boss gì mà đéo có đạn 9. Đủ xanh boss này xài AG luôn các bạn. Boss này xài súng AG, đéo xài đạn 9 luôn. Đéo xài SMG luôn các bạn ơi. Đủ đạn nè, X4 cái kiểu đồ 4X, 6X. Đồ nhiều quá vậy, nhiều đồ xàm quá vậy. Tụi đéo lượm các bạn, tiếp tục đi vòng vòng kiếm thêm đạn chính thôi nè, chứ đừng có xàm xàm nữa các bạn. Hồi bò vô bây giờ nè, tụi mũi tim chích sida qua lại lượm các bạn. Thì mình cứ thoải mái mà lượm nước, nôi, tim cái kiểu đi ha. Thì mình dục hết đạn AG các bạn ơi. Như mình bắn UMP, mình lượm đạn UMP thôi, lượm đạn AG chi chặt cường các bạn. Ok có thêm tiếng đạn từ có tiếng bắn nhau trên từ phía của đồng đội mình, chắc là đang hàng boss đang bắn đồng đội mình các bạn ơi, lại cứu đồng đội mình tiếc các bạn, thì đồng đội mình cũng sắp chết luôn rồi, nó vẫn mang boss nó đi ngang qua ngang lại nó giết đồng đội mình muốn chết luôn các bạn ơi, quá chú ý thì nó bắn không có hấm chắc các bạn đã biết rồi mà, để mình lại mình cứu đồng đội mình các bạn, đấy nó thấy đang chạy kìa, nó bắn đồng đội mình xong nó chạy các bạn, ngu này cầm mũ ba đó các bạn, thì boss cũng khá là già luôn ha, đậu xanh boss giờ hết xài SMG các bạn ơi, toàn xài AK súng AG các bạn, nó còn đội mũ ba các kiểu luôn mà nó đéo cầm SMG nó đi bán nha nữa các bạn ơi. Ok uống miếng nước đi, hồi miếng máu các bạn, đi hồi cái hành thể lực xíu ha. Thì nãy giờ mình mới có 8 phút mấy mà là còn có 26 người nè, 25 người là tới mọi các bạn, nãy giờ mình giết được 6 kill ha. Máy bay nó cứ vẫn cứ ba cái hướng mà có cái sông nó các bạn, tính máy bay tính kêu mình, người ta gọi là câu cá, mà dân hồ người ta gọi là câu cá đó. Nó muốn mình đi câu cá gì mình cứ hạ hình xuống sông hoài, mấy anh phi công này phải nồi chứ. Ok tiếp tục là chạy qua cây cầu nhỏ nhỏ xinh xinh để đi vô bò các bạn ơi, ây da đâm đầu vô cái cây luôn rồi. Rồi xe chạy có cái khó phải nồi các bạn, từ từ đi, mình thấy cái tiếng súng nó mới hướng bên đây, mình chạy qua mình hỏi thăm nó các bạn ơi, có khỏe không hả, ây da từ xe phải nồi nó bóc đầu luôn nội ơi, bét ba hay xịn các bạn, đó nó lăn xuống núi như gì luôn các bạn, như bịch muối nó lăn xuống vậy á, quanh nhau thì chứ rồi tiếng súng từ nhiều phía là đeo thấy nào cả, tại sao lại như vậy. Ok đi vòng vòng kiếm địch các bạn ơi, sao không thấy nữa ta, à thấy nó đang lút đồ bạn, là còn một con boss ha, thì nó mới bắn sang nhau với thằng nào tới đó xong bạn, nó mới bắn nhau thì một con boss tới đó xong bạn ơi. Ok thì mình lên giết nó luôn ha, thì còn lại có 12 người nữa là tới một bạn ơi, bò đeo hù vô thì chắc chắn người đồng đội của mình sẽ không sống sót nổi qua cái bò này rồi các bạn ơi. Ok có đạn chính không anh ơi, được anh niên này được đấy, có đạn chính được đấy các bạn. Ok thì 99 viên đạn chính rồi, ăn quá tập quá phải nồi thiệt. Ok bò giờ tới đích rồi ông nội, lên xe bét ba và giọt lẹ không nội ơi, đồng đội mình thì xe chết mà bò rồi, tội nghiệp phải nồi. Ok kệ đi các bạn ơi, một mình sẽ solo duo các bạn, thì phải solo duo squad ha, thì hình nó cứ tiếp tục xuống sông hoài, ây da đậu xanh xe lô xe như cái quần què người ta vậy các bạn ơi. Ok quyết định là chạy qua cây cầu thật là nhanh đi vô bò các bạn à, đậu xanh qua cây cầu này xong rồi quẹ qua thêm một cây cầu nữa đi vô bò, cái đậu xanh nhiều cầu quái nồi nói thì đã thấy đồng đội mình đã chết rồi, nhiều cầu quái nồi luôn các bạn. Ok quyết định là tạm dừng ở đây, tính thì nó mới gớt đây xong nè, nó mới lượm xong nè các bạn, quái nồi thì chứ.
có anh đi nào lượm không? Như là không có lượm nó hết khói đó các bạn. Đồ có bộ đồ nữa nè. Lượm bộ đồ ngụy trang vô chơi các bạn ơi. Chứ bà mình cũng biết làm gì nữa, giờ cầm cái ôm đi vòng vòng nè, kiếm kêu giết địch lấy tới một không à, chứ mình giờ còn mình không biết làm gì nữa rồi. What the fuck. Ok thì địch cũng không có ở đây các bạn ơi. Nếu các bạn thấy thì mình không có gặp địch thì mình thì khá là chán, các bạn chú ý là mình gặp nhau nên bắn nhau thôi bạn ơi. Vô game chú ý là bắn nhau là chính ha. Ok thì tiếp tục đi vòng vòng để kiếm địch các bạn ơi. Mới đổi cây 6 với cây 6X các bạn lộn. Mới đổi cây 6X với cây 2X các bạn. Đổi qua đổi lại ha, cho dễ bắn xíu bạn ơi. Cầm 6X nó giật quá dìm tâm mệt quá các bạn ơi. Ok có get dot nè, nó hơi quay nồi xíu. Ô cái đạn miếng đạn chính là ngon. Ok là miếng đạn chính các bạn ơi. 200 mấy luôn các bạn ơi. 200 mấy về đạn chính luôn rồi. Ngon rồi. Ok vậy thì cô UMP chính của mình sẽ phát huy tác đà lộn, phát huy tối đa tác dụng của đạn chính các bạn. Nãy giờ đi kiếm đạn chính cũng thấy bà luôn rồi. Ok thì giờ là thời khắc mà tận hưởng các bạn. Bắn nhau thôi nào. Mình nãy giờ cũng chưa thấy định nào mà sao bắn nhau. Chạy vòng vòng các bạn ơi. Đấy thì đạn AG quá chừng luôn, nhiều luôn bạn, mà đạn chính thì khá là ít ha. Hiểu tại sao quay nồi chứ. Sự thật quá là phổ hạn bạn ơi. Thực sự là như vậy luôn ha. Ok tiếp tục mình thấy con hướng tiếng súng trước mặt bạn quyết định đi lại để coi có chuyện gì xảy ra. Mình nó bắn nhau bị xèo y đụng của tao vậy. Như là con boss đang bắn nhau, bạn nó bắn mình luôn rồi, cái đậu xanh mày. Ok 8 kill luôn rồi, còn có 4 đứa nữa là top 1 mà sao tại nay mình thấy boss không vậy, mình đếm hiểu tại sao này boss quá là nhiều đi. Ok dục đạn AG ra, lượm AG làm chi cho đó mệt. Ok cái xác nó mới bắn xong nè các bạn. Rồi đạn chính nè, ngon. Anh đồ đang lượm đèn mà đéo yên như quỷ boss này nữa các bạn, hết sọt rồi ha. Ok dùng bớt đồ ra lượm thêm đạn chính các bạn. Thì đạn chính nãy giờ nãy kiếm quá chừng kiếm, giờ đạn nó quá chừng luôn rồi. Cái đậu xanh 200 mấy luôn rồi các bạn ơi, 245 viên luôn. AG dục bớt, dục bớt những đồ sạc sạc bạn, chích mũi tê sida cho các bạn ơi. Giờ nước nôi máu quá chừng cái kiểu các bạn, giờ mình xài gần bao cuối xài chơi cho bạn ơi. Thì còn hai đứa nó là top 1 các bạn, 10 kill luôn quá easy đó. Thì video chúng ta bây giờ chỉ có 12 phút mấy thôi mà gần lấy top 1 các bạn, nó thì khá là nhanh luôn, nhanh vãi nồi rồi các bạn ơi. Rồi nước nôi máu quá chừng, các bạn đã thấy thì quá là chừng luôn, chỉ cần đi kiếm địch rồi bắn nhau thôi. Ok bò thì nó cũng sát bên, chỉ cần lấy cái xe Vespa và nhích qua xíu là đã vô bò con mẹ nó rồi. Ok tiếp tục nhìn vòng vòng kiếm thêm địch mà chưa thấy địch nào cả các bạn ơi. Người ta phải gọi là vải nò đấy, lâu vải liền thì hính nó rơi xuống sông rồi các bạn, nhiều hính xuống sông các bạn ơi. Câu cá các bạn này phải gọi là câu cá mập luôn đó chứ đéo đùa rồi các bạn ơi. Cá lớn đấy thì có thằng nó đang nằm xa xa các bạn, đồ chạy ghê vậy thì mình thấy từ phía xa chắc chắn nó sẽ không thấm đâu mà, tại vì UMP chính mà nó chết luôn các bạn, xa xa chắc nhóc nhỏ ngoài. Ô đủ thằng đang chạy lại cái lũ xác kìa mày, điên các bạn. Thì boss các bạn toàn là boss, còn không hiểu tại sao nay làm chơi còn mới các bạn lò. Ok chắc chắn là 12 kêu với top 1 bạn ơi, sấy chơi cho vui nè, nó chạy ngoài bò luôn các bạn ơi. Ok top 1 12 kêu với UMP 9 rất là easy ha. Mình hiểu tại sao boss không mà bắn mày thấy chán hay chứ, phải có người bắn nó mới vui bạn ơi, chứ cầm UMP mà bắn với mấy con boss này thì không có phát huy tối đa cái tác dụng của cái UMP đó các bạn, thì khá là chán ha boss không à. Ok hẹn gặp lại mọi người giống như tiếp theo ha, mình sẽ tặng mọi người thêm mấy cái clip UMG nữa nha các bạn ơi. Ok boss không mà chán quá mọi người ơi. Ok cũng kệ đi, top 1 12 kêu cũng được ha. Ok hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha anh em. Đừng quên để lại một like, một share, một subscribe mình có động lực để làm tiếp những tiếp theo hay hơn nha. Bye bye. Nhớ subscribe để tăng theo đồ đẹp trai và đồ đẹp gái nha mọi người nha. Ok chúc mọi người hướng video vui vẻ nha. Bye bye mọi người nha. Chúc mọi người tốt lành nha. Ok hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo nha. Goodbye.